vị khán giả đang quay trở lại với phần tin tử vi cuối tuần. Mở đầu là cung Bảo Bình cho những quý vị sinh từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2. Bảo Bình rất tỉnh táo, giữ được sự khách quan trong cuộc sống, khiến cho mọi người nể phục. Bảo Bình sẽ là một người khởi xướng những ý tưởng mới và gây sốc cho mọi người trong công việc. Đi làm không thích nhịn ai, ai tốt với Bảo Bình thì Bảo Bình lại tốt lại, ghét những người thích lên mặt dạy mình. Cung Bảo Bình công tư phân minh, làm được việc nên không cần để tâm đến kẻ xấu làm gì cả. Bảo Bình nên tận hưởng sự ấm áp bên dưới mái nhà của mình nhiều hơn. Những bất đồng sẽ qua đi để nhường chỗ cho sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau từ các thành viên trong gia đình. Này, nếu Bảo Bình muốn mua sắm thì nên tìm một cửa hàng đang giảm giá để mua món đồ mà bạn đang cần. Tiền bạc trong túi ổn định cho phép chồng sau này tiêu tiền cho bản thân trong một mức độ vừa phải. Và cung Song Ngư dành cho những ai từ ngày 19 tháng 2 cho đến ngày 20 tháng 3. Song Ngư gặp nhiều may mắn và nguồn năng lượng tích cực mới để đánh bại khó khăn. Nhìn có vẻ vô tâm, nhưng trong công việc, Kim Song Ngư là người biết nghĩ trước, nghĩ sau, với thái độ ham học hỏi, biết lắng nghe và không giấu dốt. Đó sẽ tạo sự thiện cảm của mọi người. Nếu ai đó nhờ Song Ngư việc gì trong tầm với, thì đừng từ chối giúp đỡ nhé. Song Ngư trở nên nhạy cảm hơn, bạn biết mình cần phải làm gì để mang lại cho người ấy cảm giác yêu thương và hạnh phúc hơn. Tình hình tài chính của Song Ngư cũng khá hao hụt khá nhiều, do Song Ngư tiêu tốn tiền bạc cho các hoạt động gặp gỡ bạn bè cưới hỏi. Nếu không biết cân đối thu chi càng sớm càng tốt, thì chồng sau này sẽ lâm vào tình trạng nợ nần đến đau đầu mất thôi. Cung Bạch Dương cho quý vị sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4. Bạch Dương là người mạnh mẽ, nóng nảy ở cơ quan làm việc và học tập, nhưng nhờ có khiếu hài hước nên Bạch Dương sẽ được đồng nghiệp châm chước và giúp đỡ khá nhiều. Chồng sau này làm nghề tự do hoặc nghệ thuật sẽ có những ý tưởng tuyệt vời trong ngày này. Bạch Dương bị thu hút bởi những con người mới, mối quan hệ mới và dễ đắm chìm vào trong đó. Việc giao tiếp cũng suôn sẻ hơn bình thường. Nhiều khả năng Bạch Dương sẽ bắt chuyện với những người mới lạ. Trong khoảng thời gian này, mặt sẽ giao giúp ích cho bạn rất nhiều trong cuộc sống. Tiền bạc phân minh, có vay thì có trả, nên đừng cả nể ai đó chỉ vì bạn quen biết họ rồi khất nợ cho họ hết lần này đến lần khác nhé. Còn cung Kim Ngưu sinh từ ngày 20 tháng 4 cho đến ngày 20 tháng 5 thì sao? Kim Ngưu nhanh nhẹn hơn bình thường, cân bằng được cả lý trí và cảm xúc. Kim Ngưu làm việc hợp tác ra quyết định rất nhạy bén, khiến đối tác hài lòng. Sắp tới Kim Ngưu sẽ ký kết được một số hợp đồng khá ngon. Những người nghiên cứu kinh doanh truyền thông có một ngày làm việc tuyệt vời và vui vẻ, tâm trạng hồ hởi, đem lại hiệu suất cao trong công việc. Và tiền tài không khả quan cho lắm, chồng sau này thấy mình toàn tiêu tiền đi đâu nhưng không rõ mục đích. Nhiều việc trong gia đình họ hàng cần đến tiền, nên thời gian này tiền cứ không cánh mà bay, cứ tung, khiến Kim Ngưu hoảng loạn, khó chịu. Tiếp theo là cung Song Tử cho quý vị sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6. Song Tử điệu đà và ưa làm đẹp hơn mọi ngày, thích hưởng thụ nhiều hơn. Song Tử cần tập cập nhật thông tin nhanh nhẹn, kẻo bị tụt hậu khi đi làm. Không nhất thiết phải biết quá nhiều, nhưng đủ để bản thân không bị lạc hậu vẫn hơn. Công việc vẫn suôn sẻ nên không có gì đáng để lo ngại quá nhiều. Sau những tháng ngày vất vả thì đây cũng là dịp thích hợp để dành thời gian cho chuyện cá nhân. Chồng sau này có thể rủ bạn bè hoặc gia đình mình đi ăn tối để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Người có đôi thì tình cảm thắm thiết hơn. Chồng sao cảm thấy muốn chăm sóc cho người ấy nhiều hơn. Chồng sao này có đường tài lộc khá may mắn. Bạn có thể nhân cơ hội để mua một vài tấm vé số, khả năng trúng là rất cao. Nhưng chỉ chơi cho vui thôi, đừng nghiện ngập quá. Chồng sao không phải lao đao với chuyện tiền bạc và hoàn toàn có thể cân đối tốt việc chi tiêu của mình trong thời gian tới.
Và cung cự giải sinh từ ngày 22 tháng 6 cho đến ngày 22 tháng 7. Cự giải tiếp thu mọi thứ một cách dễ dàng, các giác quan đều ở trạng thái tốt. Thời gian này khá thoải mái và cho phép muốn gì thì làm nấy, nói những gì mình thích, bày tỏ quan điểm cá nhân với cấp trên, thầy, cô giáo. Khả năng sáng tạo đem lại một ngày tuyệt vời cho chòm sao này. Năng suất làm việc rất tốt, nếu cứ duy trì được phong độ này thì tốt biết mấy. Và chòm sao này cũng biết chấp nhận mọi chuyện một cách dễ dàng hơn. Người chia tay không còn đau khổ vì tình cũ. Mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau và bạn bè sẽ giúp cho cự giải đánh giá một ai đó khách quan hơn khi cự giải có ý định tiến tới với họ. Hôm nay là thời gian dành cho bạn bè và gia đình nhiều nhất. Thiếu tỉnh táo trong vấn đề tiền bạc sẽ khiến cho cự giải dễ có những quyết định sai lầm. Tốt hơn hết là không nên mua sắm quá nhiều. Chịu khó cân nhắc một chút sẽ hạn chế nguy cơ hao hụt tài chính vì những món đồ không cần thiết. Tiếp nối là cung sư tử cho quý vị sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8. Sư tử có căng thẳng và cảm giác bồn chồn hoặc thiếu kiên nhẫn. Những gì sư tử làm đi ngược lại với những gì mà sư tử đang nghĩ. Công việc như một mớ bồng bong, không có việc nào làm nên hồn. Tâm trí cứ treo trên mây nên khó chịu nhưng không có cách nào giải tỏa. Nếu khó khăn quá thì cứ xin nghỉ về sớm một buổi để nghỉ ngơi. Đừng vội vàng kết luận một ai đó, kẻo sư tử lại hiểu lầm họ, nhất là bạn bè. Chơi với nhau cần có sự tin tưởng và chia sẻ, cứ nghi ngờ nhau thì chẳng được bao lâu. Yêu đương tương đối ổn định, người ấy chính là động lực giúp cho sư tử cảm thấy an tâm để phấn đấu nhiều hơn nữa. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc phụ của sư tử, nếu mong giàu mà chỉ ngồi chờ đồng lương cơ bản thì còn lâu nữa mới giàu. Làm tốt công việc chính, nhưng sư tử cũng nên thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới, tăng thêm nguồn thu chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn. Và những ai sinh vào cung sử nữ, tức là ngày 23 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 9, xin lưu ý. Sử nữ bớt sợ hãi và ít phòng thủ hơn, không còn tạo một vỏ bọc an toàn cho bản thân. Có cảm giác sử nữ sẽ có một cuộc hợp tác rất thuận lợi vào thời điểm này. Sử nữ vốn dĩ hay tự ái, nhưng nay lại khá dễ tính, biết tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh và cố gắng. Mọi quyết định của chồng sau này đều đúng đắn, đừng phân vân và xấu hổ vì bất cứ điều gì nhé. Sống chan hòa vui vẻ với mọi người xung quanh, nên sử nữ rất được lòng người lớn tuổi. Cung hoàng đạo này cũng rất muốn yêu và quan tâm tới nửa kia nhiều hơn vì muốn tính đến chuyện lâu dài. Hình như sử nữ đang tiêu pha hơi tùy tiện, đã không có tiền thì thôi, chứ có thì tiêu không kém ai. Mua đồ gì cũng thích mua đồ xịn. Và sử nữ cũng quan niệm tiền nào của nấy, nên kham kham đồ rẻ quá. Kiếm được thì tiêu được, nhưng cũng nên cất chút tiền để phòng thân nhé. Và tiếp theo là cung Thiên Bình cho quý vị sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10. Thiên Bình dễ dàng thúc đẩy sự sáng tạo và hiểu biết của bản thân cực nhanh thông qua việc tìm tòi học hỏi. Nhiều bạn học sinh tiếp thu bài giảng rất nhanh nhẹn, khiến cho thầy cô giáo bất ngờ. Những tài liệu bị mất trong quá khứ có thể được tìm lại trong thời điểm này nếu mà bạn muốn. Nhờ tinh thần vui vẻ phấn chấn nên cung hoàng đạo này rất thoải mái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Nhưng lại quên đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra vì cả tin vào người khác quá mà cung này có khả năng cao bị ai đó lợi dụng mà không hay biết. Đây có thể là thời điểm tốt để vay vốn, lo việc kinh doanh và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Có nợ thì đi trả nợ, có bị nợ thì đi đòi nợ. Ngoài ra, bỏ tiền để mua các khóa học cũng là lựa chọn sáng suốt. Và tiếp theo là cung Hổ Cáp sinh từ ngày 24 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 11. Hổ Cáp về cơ bản khá ổn định, dù hiện tại có khá nhiều áp lực, nhưng không thể làm khó Hổ Cáp được. Ngày này, cung hoàng đạo này khá bận rộn với công việc và chắc chắn sẽ rất mệt mỏi với các vấn đề vớ vẩn trong quá trình làm việc. Nếu có thể, hãy bắt đầu sử dụng sự trợ giúp từ đồng nghiệp để được giảm bớt khối lượng công việc cũng như áp lực để hiệu suất không bị sụt giảm. Chuyện tình cảm cần vun đắp nhiều hơn nữa.
Và hổ cáp cũng cần có sự quan tâm đối với những người thân yêu của mình, đặc biệt phải hỏi han và dành cho họ cử chỉ yêu thương một chút. Bạn bè thì tạm gác qua một bên cũng được, nhưng gia đình thì không được bỏ bê. Tiêu pha phải dè dặt hơn một chút vì thời gian tới, hổ cáp sẽ cần đến khá nhiều tiền. Đừng mua quần áo hay mỹ phẩm nếu không cần thiết. Bên cạnh đó, hổ cáp cũng nên sớm lên kế hoạch hợp lý cho mình để đỡ đau đầu hơn. Tiếp theo là cung nhân mã cho quý vị sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Nhân mã sống thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí. Nhân mã dễ bị cáu gắt, xúc động hoặc bị lời nói của người khác chi phối. Nhân mã đang bắt đầu có những trải nghiệm thú vị mới và cũng nhận ra rằng để thành công không thể đến nhanh khi làm việc một mình mà cần phải có sự hỗ trợ cần thiết. Sức mạnh cũng tập thể bao giờ cũng lớn hơn cá nhân. Tự lực cánh sinh cũng tốt thôi, nhưng có người giúp thì sẽ nhanh hơn. Một sự kết nối thân mật hơn diễn ra, có thể là giữa bạn với crush hoặc bạn bè. Một ai đó có thể sẽ xin lời khuyên từ bạn. Hãy nhẹ nhàng giải thích cho họ nhiều hơn một chút, đừng lên giọng dạy học nhé. Giai đoạn này, nhân mã có tiền bạc khá ổn định, nhân mã tự làm tự ăn, không cần trông mong hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Dù gặp khó khăn vẫn có người giúp đỡ hoặc có được các cơ hội tốt để có thể kiếm tiền. Và cuối cùng là cung ma kết dành cho những ai sinh từ ngày 22 tháng 12 cho đến ngày 19 tháng 1. Ma kết nhận được sự ủng hộ và hợp tác nhiều hơn. Những kế hoạch còn đang dang dở của ma kết sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Nhiều người quá khắt khe với bản thân, áp lực từ chính tâm lý của chính ma kết mà ra. Tìm kiếm những kiến thức mới khi những ý tưởng cũ mất đi là biện pháp tốt nhất. Đây có thể là thời gian khiến nhiều cặp đôi và cặp bạn thân muốn chia tay nhau và tìm đến mối quan hệ mới. Và ma kết cũng hay sợ làm tổn thương người khác, nên có xu hướng né tránh khi ngồi nói chuyện quá lâu với một ai đó. Kết cần suy nghĩ lại và cho bản thân một khoảng lặng. Ma kết hãy mạnh dạn dám nghĩ dám làm, thử thách bản thân với những cơ hội đầu tư mới, thì ma kết sẽ sớm có được khoản tiền lời tốt nhất đấy. Tiền bạc trong ví cũng nhờ vậy mà sinh sôi nảy nở dồi dào hơn. Vâng, kính thưa quý vị, và bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần ngày hôm nay của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ theo dõi của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng đài truyền hình. Xin kính chúc cho quý vị luôn được thân tâm an lạc và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình tin tức vào ngày mai.